Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây thì mời các bạn đến với những thông tin mới nhất trong ngày hôm nay, mùng 5 tháng 5. Các bạn thân mến, như vậy là ông Kim Sơn Sik đã chính thức đến Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 6 tháng 5, VFF sẽ tổ chức lễ ký kết công bố hợp đồng với huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia với ông Kim Sơn Sik. Sau đó, ông Kim Sơn Sik sẽ đi dự khán ở V-League để chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia, hướng đến hai trận còn lại của bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026, lần lượt gặp Philippines ngày 6 tháng 6 và Iraq ngày 11 tháng 6. Ông Kim dự kiến sẽ hội quân đội tuyển quốc gia Việt Nam từ ngày 1 tháng 6, tức là chỉ 5 ngày trước trận ra mắt Philippines tại vòng loại thứ hai. Ngày 1 tháng 6, tuyển Việt Nam hội quân ngay sau khi vòng 22 V-League kết thúc vào tối hôm trước. Quỹ thời gian là ngắn ngủi, là thách thức lớn với tân thuyền trưởng người Hàn Quốc. Vì vậy, những tư vấn từ bộ phận chuyên môn của VFF, đặc biệt là từ các trợ lý nội, sẽ rất hữu ích với ông Kim, người mới lần đầu tiếp xúc bóng đá Việt Nam. Tại bảng F vào lúc này, Việt Nam có 4 điểm, tạm xếp thứ 3 sau Indonesia có 7 điểm, Iraq có 12 điểm và đã mất quyền tự quyết tấm vé đi tiếp dành cho đội nhì bảng. Muốn tranh vé với Indonesia, thầy trò ông Kim Sang Sik buộc phải thắng Philippines và Iraq, đồng thời thì phải chờ Indonesia sải chân. Cơ hội thực sự là mong manh, VFF không đặt chỉ tiêu cao cho ông Kim. Thế nhưng một chiến thắng trước đối thủ yếu như là Philippines trong ngày ra mắt là điều mà tất cả người mộ đều đang chờ đợi ở ông Kim Sang Sik. 7 năm trước cũng tại sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Vang Sơ ra mắt bằng trận hòa không đều với Afghanistan và nhờ một điểm có được, tuyển Việt Nam giành quyền đến vòng chung kết Asian Cup 2019. Khởi đầu cho loạt kỳ tích của nhà cầm quân người Hàn Quốc trong hơn 5 năm tại Việt Nam. Thử thách dành cho tân huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tăng dần từ các trận đấu không gắn chỉ tiêu thành tích như là tại vòng loại World Cup hay là những dịp FIFA Days đến AFF Cup, nơi mà VFF đặt chỉ tiêu tối thiểu là vào bán kết và tốt nhất là vào chung kết. Đây là thách thức không nhỏ khi đương kim vô địch Thái Lan vẫn đang cho thấy vị thế số 1 khu vực. Indonesia thì liên tục gặt hái thành công nhờ dàn cầu thủ nhập tịch kết hợp cùng với thế hệ vàng trong nước. Còn Malaysia dưới thời ông Kim Van Gon cũng tiến bộ rất nhiều. Như đã biết, ngày hôm qua Tiến Linh vừa có bàn thắng thứ 8 của mình ở mùa giải năm nay trên mọi đấu trường cho câu lạc bộ Bình Dương. Anh đóng góp một bàn trong cuộc lội ngược dòng trước Khánh Hòa. Việc Tiến Linh có hiệu suất ghi bàn khá tốt ở mùa giải năm nay mang đến tín hiệu vui cho ông Kim Sang Sik trong quãng thời gian sắp tới. Được biết là sau khi nhậm chức đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang Sik như đã nói ở trên là sẽ tích cực dự khán các trận đấu tại V-League để đánh giá về các cầu thủ. Tiến Linh có thể cùng với người thầy mới của mình sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau trong tháng 6 tới khi đội tuyển Việt Nam đã nốt hai trận cuối tại vòng loại World Cup. Biết được tin về tân thuyền trưởng Kim Sang Sik, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có chia sẻ đáng chú ý sau trận thắng của Bình Dương ngày hôm qua trước Khánh Hòa. Tôi rất bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam công bố tân thuyền trưởng. Tôi cũng đã xem qua profile của ông ấy thì ông ấy đã có nhiều thành tích và cả chức vô địch cùng câu lạc bộ. Khi còn là cầu thủ, ông Kim Sang Sik cũng là một tuyển thủ quốc gia của một đội tuyển hàng đầu của châu Á. Tôi nghĩ thời gian sắp tới tôi và các cầu thủ sẽ được học hỏi rất nhiều từ ông ấy. Hy vọng là đội tuyển Việt Nam cũng sẽ trở lại là chính mình và có nhiều bước tiến. Trong khi đó, chia sẻ với trang Dân Việt, trung vệ Bùi Tiến Dũng hào hứng cho biết: "Tôi mong rằng huấn luyện viên mới sẽ giúp bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Huấn luyện viên người Hàn Quốc nên việc tương đồng về văn hóa là điểm mạnh để cho các cầu thủ và huấn luyện viên gắn kết với nhau hơn. Hiện tại tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt ở câu lạc bộ thể công Viettel. Nếu có cơ hội được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam thì tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình." Tiền vệ Nguyễn Hải Huy nhận định: "Theo tôi tìm hiểu, cách làm việc của ông Kim Sang Sik khá giống với ông Jozier, cũng là mẫu huấn luyện viên ưa thích sử dụng cầu thủ trẻ. Hy vọng rằng là huấn luyện viên mới sẽ giúp đội tuyển ngày càng phát triển. Bản thân tôi khá lớn tuổi nên việc triệu tập và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam là khá mong manh. Nhưng nếu được huấn luyện viên tin tưởng thì tôi chắc là sẽ thi đấu hết mình và cống hiến cho đội tuyển quốc gia." Như đã nói ở trên, vào bán kết AFF Cup SEA Games, mục tiêu quen thuộc của các đội Lào, Campuchia hoặc là Myanmar những năm qua và bây giờ là nhiệm vụ của tân thuyền trưởng Kim Sang Sik.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là đặt mục tiêu khiêm tốn như vậy, vì sao tuyển Việt Nam vẫn cần huấn luyện viên ngoại? Chỉ tiêu trên có thể khiến cho nhiều người phải cảm thấy giật mình. Ngay sau khi đạt thỏa thuận với ông Kim Sang-sik, VFF đã tiết lộ mục tiêu cho tân thuyền trưởng người Hàn Quốc ít nhất là phải vào đến bán kết AFF Cup 2024 và SEA Games 2025, sau đó giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đó không phải là mục tiêu thường thấy của những đội tuyển hàng đầu khu vực. Thái Lan, Malaysia, Indonesia, thậm chí ngay cả Singapore và Philippines những năm qua đều đặt mục tiêu tối thiểu là giành huy chương ở AFF Cup hay là SEA Games. Với U23 châu Á, Lào và Campuchia cũng đặt mục tiêu là vượt qua vòng loại. Với mục tiêu khiêm tốn như vậy, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia lẽ ra chỉ cần tuyển một huấn luyện viên nội dẫn dắt, nhưng VFF vẫn phải cần đến huấn luyện viên ngoại. Vấn đề không phải là huấn luyện viên nội không đủ trình độ. Khi có đến 22 người có bằng pro trong năm 2023, vấn đề nằm ở tiếng nói và khả năng chịu áp lực của huấn luyện viên nội không giống với huấn luyện viên ngoại. Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến tiền đạo các huấn luyện viên nội chịu tác động từ nhiều phía khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia để xảy ra tình trạng dùng quân anh quân em. Lịch sử cũng đã chứng minh với 6 huấn luyện viên nội lên rồi trong 20 năm qua mà không để lại dấu ấn hay thành tích cụ thể nào. Thứ hai là VFF cần một huấn luyện viên ngoại vừa đủ năng lực để giải quyết khủng hoảng, vừa không đòi hỏi quá cao sau một năm chỉ tốn kém cho ông Philippe Jouzier. Chọn ông Kim Sang-sik cũng là giải pháp lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau kỷ nguyên thành công rực rỡ thời huấn luyện viên Park Seo. Thực tế cũng cho thấy không chỉ Việt Nam mà bóng đá tại khu vực Đông Nam Á vẫn đang có duyên với các huấn luyện viên người Hàn Quốc khi ông Shin Tae-jang đưa Indonesia vào vòng 16 đội Asian Cup, tiến rất gần đến tấm vé dự Olympic Paris 2024. Một chi tiết đáng chú ý nữa, mức lương của ông Kim Sang-sik tuy không được tiết lộ con số cụ thể, song là không cao hơn so với ông Park Hang-seo thời kỳ đầu và chắc chắn là thấp hơn nhiều so với con số mà VFF trả cho ông Philippe Jouzier. Chỉ tiêu ít nhất vào đến bán kết AFF Cup và SEA Games có thể coi là phù hợp với vị huấn luyện viên trẻ và chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào như ông Kim Sang-sik. Việc VFF chọn ông Kim Sang-sik và đưa ra chỉ tiêu khiêm tốn ở các giải khu vực cũng là giải pháp phù hợp với thực tế trong bối cảnh mà các đội tuyển Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia, hiện là cũng đã tiến bộ vượt bậc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.